cũng giống như lần trước thôi, nhưng mà thấy mấy bạn có tài liệu nè, thì có tập tài liệu này cũng được, ok nè. Rồi cái tài liệu này nữa anh sẽ gửi cho mấy em đọc, như trong bên đây có trong sách này có nè. Anh chỉ hướng dẫn mấy cái phần khó thôi, rồi cái phần nào dễ thì mấy em tự đọc, anh lướt qua mấy cái phần nào dễ thì anh lướt qua nha. Đây là cái mục tiêu ha, mục tiêu mấy em tham khảo để mình có cái câu hỏi đó mình học bài cho nó tốt ha. Trường trẻ em nó khác với người lớn chỗ nào mấy em biết không? Tụng tiếp hợp rồi gì nữa, cái đó là quan trọng nhất rồi đó hả. Phát triển là sao? Phát triển là chung chung, còn năng phát triển thì không phải là thì có sự tiếp hợp nó phát triển à. Cái cấu trúc của nó thôi, nói chung là cái gì nó cũng khác hết, khác toàn bộ à. Cái cấu trúc của nó ở ở trên cùng ha. Mấy em cái bài này mấy em nắm duy nhất cái hình này là mình nắm được hết bài. Với cái phần cuối cùng nó có cái cầu xương. Cầu xương là cái chấn thương ở cho em á, nó có cái tổn thương cầu xương. Mấy em sẽ khó hiểu cái đó, anh sẽ giải thích cái đó. Mình nhìn trên cái hình này là cái cấu trúc của xương cho em nè. Thì mình nhìn cái hình này mình sẽ thấy là cái đầu xương á, thì nó có cái sụn ha. Cái sụn khớp nó sụn khớp nó dày. Sụn khớp nó dày, cái sụn nó nhiều thì nó không có cảm quan, cho nên chụp X quang lên nó không có cảm quan tốt ha, mình khó đánh giá những cái tổn thương dùng 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 khớp. Đối với mẹ mà mấy bác sĩ mà không có chuyên nữa thì càng khó đánh giá ha. Lỡ cái nào khó quá mà mình không khám được thì thôi mình chuyển đi bác sĩ chuyên ha, bác sĩ chuyên khoa nhi người ta coi ha. Cái sụn nó dày ha, mấy cái này nó sẽ dẫn đến mọi cái nó sẽ có khác nhau ha. Cái màng xương nó dày thì cái lành xương nó tốt hơn, nhanh hơn, nhanh hơn người lớn nhiều. Cho tỷ người lớn là phải 3 tháng, thường đa số 3 tháng trở lên không à. Còn cho em tùy độ tuổi, nó càng lớn thì nó càng chậm lại, nó càng nhỏ nó càng nhanh, có khi 3 tuần nó là đã thấy có can xương hết rồi. Nó, cái cấu trúc xương ấy, bên trong nó có nhiều collagen ha, thì nó gãy xương nó dễ hơn ha. Cái xương sớt nhiều, xương sớt nhiều thì mình sẽ mấy em đi thực tế từ từ mấy em sẽ thấy xương sớt nhiều, cái thân xương nó có nhiều xương sớt nó gãy xương rất là đơn giản. Con nít nó gãy xương là nó đơn giản, mình dễ mổ lắm, dễ kết hợp xương lắm. Còn người lớn nó gãy, nhiều khi có nhiều người càng lớn tuổi càng ấy, cái xương nó giòn với nó lõn xương đó, nó gãy cái là nát, nó nát vụn hết rồi. Rồi tới cái phần sụn tiếp hợp ha, nó có cái sụn tiếp hợp. Cái sụn tiếp hợp nó có tác dụng là nó làm cho cái xương mình nó dài ra, giúp cho mình cao lên. Ngoài cái chuyện đó, khi nó có chấn thương xảy ra, cái sụn tiếp hợp nó cũng có cái lợi mà cũng có cái hại. Cái lợi thứ nhất là nó có thể tu chỉnh tốt ha, nó có thể chỉnh sửa những cái còn di lệch, nó có thể chỉnh sửa được. Cái hại là nếu mà nó tổn thương sụn tiếp hợp, nó cũng có thể là gây ra cái biến dạng thứ phát. Do tỷ như nó lúc đó nó không có tổn thương nhiều, thì bằng chứng là những cái cầu xương phía sau nè, phía sau nó có tổn thương cầu xương là tổn thương dùng sụn tế hợp nè, nó sẽ gây ra những cái biến chứng nặng nề cho em ha. Rồi cái dùng khớp nó có cái sụn, cái dây chằng, cái dây chằng nó khỏe mạnh hơn người là cái xương.
cái dây chằng của nó khỏe, dây chằng của nó khỏe hơn cái xương, cho nên khi mà có chấn thương xảy ra thì nó tổn thương cái xương nhiều hơn là dây chằng. Để cái chấn thương vùng khớp á ha, mình nắm được sơ đồ của cái hình này á thì mình hiểu được cái cấu của cái xương của chị em ha. Thì bây giờ nó có hiểu được cái cấu trúc của nó thì nó sẽ có những cái hệ quả theo kèm theo ha. Là cái này thì mấy cái này anh chỉ phân tích lại cái phần còn lại cái nãy trên cái hình đó thôi. À. Đây cái hình này cho thấy cái màng xương nó dày nè, nó gãy phình vỏ xương thôi. Cái màng xương dày nó mấy cái này anh tự đọc có hiểu rồi ha. Nó sẽ chuyển hóa mạnh hơn ha. Nó sẽ can xương nhanh hơn, tăng khả năng tu chỉnh ha. Đây cũng là một cái hình của cái tổn thương mà cái màng xương nó dày. Màng xương nó dày thì mấy em thấy cái này gọi là gãy gì? Nó có tên gì? Cái tên này, cái gãy này chỉ có trẻ em thôi, người lớn không có. À, gãy cong tạo hình. Ta dùng từ là gãy cong tạo hình ha. Gãy cong tạo hình là cái xương trụ ha. Cái xương trụ nó gãy cong tạo hình. Còn cái xương quay á, thì nó cái chỗ này á, cái xương trụ nó gãy nó cong đi thì cái xương quay nó không gãy theo thì nó sẽ bị tổn thương cái khớp nữa, nó chặt cái khớp quay trụ trên rồi. Khớp quay trụ trên nó xương quay nó chặt cái trước ha. Này trong sách nó không có hết rồi, khỏi ghi, sách có hết trơn rồi. Ừ, cái này gọi là gãy cong tạo hình ha, mình nhìn cái hình đó mình có khái niệm chứ mấy em cũng nghe gãy cong tạo hình nó cho em hoài. Đây là một cái trường hợp nữa của cái màng xương nó dày nữa, à, gọi là gãy cành tươi. Gãy cành tươi nó gãy một bên thôi ha, nó còn chừa là cái màng xương ha, nó không gãy ra hẳn luôn. Ở đây là cái tuổi, nó cũng cái tuổi của trẻ em á nó cũng có liên quan ha. Cái tuổi nhỏ thì nó sẽ tổn thương ở vùng thân xương nhiều hơn ha. Cái tuổi trẻ thiếu niên thì nó sẽ tổn thương cái vùng đầu xương ha. Cái tuổi lớn hơn nữa thì nó sẽ tổn thương cái vùng sụn tiếp hợp, vùng đầu xương, còn này nó tổn thương cái vùng hành xương ha. Thường thì bởi cái tuổi mà từ 4 đến 8 tuổi á nó hay bị, nếu mà có đa số là mấy đứa nó hay bị chấn thương cái vùng khỉu là nó sẽ gãy trên hai lờ cầu xương cánh tay. Này cái tuổi nó sẽ liên quan đến cái tổn thương ha. Đây cái này, cái hình này để anh mô phỏng cho mấy em thấy cái này gọi là tổn thương cái bong sụn tiếp hợp nè, nó bong cái nơi bám của dây chằng chéo trước ha, để cho thấy cái dây chằng nó khỏe. Bình thường nó giống như mấy người lớn tuổi á thì người ta chấn thương vùng gối người ta sẽ đứt dây chằng chéo trước, à ít có bong hơn, rồi đứt ngang cái dây chằng à. Mấy em học giải phẫu mấy em biết là gì. Còn cái này nó nhổ lên gì đây thì dây chằng nó còn hay thinh à, mà cái xương nó bị nhổ lên ha. Thì nó cũng tổn thương dây chằng chéo trước á. Này hình ảnh này để minh họa cho thấy cái hình ảnh là cái dây chằng nó khỏe, nó khỏe nó nhổ được cái xương lên luôn ha. Đây, trong cái quan trọng của cái trẻ em nữa là cái tổn thương vùng sụn tiếp hợp. Tổn thương sụn tiếp hợp thì nó có cái phân độ Harris Center, cái phân độ này ta thường áp dụng ha, mấy em nhớ được cái phân độ này ha, nó có 5 độ. Độ 1 nè, cái đường gãy nó băng ngang sụn tiếp hợp ha. Độ 2, đường gãy nó băng ngang sụn tiếp hợp và nó đi lên thân xương ha. Độ 3, độ 3 trở lên là đường gãy nó bắt đầu phạm khớp ha.
nó từ dưới khớp đi lên, nó băng ngang sườn tiếp hợp, rồi độ 4 Harris Center 4 thì nó đi từ từ mặt khớp đi lên, băng lên cái thân xương luôn ha, nó có tổn thương vùng khớp. Còn cái độ 5, cái độ 5 thì thường mình không phát hiện được trên X-quang, ít khi lắm. À, thường là cái này thì nó có di chứng mình mới biết thôi, chứ cũng ít ai mà cho chụp MRI để tìm cái phân độ này. Rồi mấy cái này mấy em đọc mấy em hiểu gì, diễn tiến tự nhiên đa số nó sẽ lành tốt ha, khoảng 1% thì nó gây ra cầu xương nè, cái cầu xương là để nói với em mấy cầu xương đây ha. Cái khó nhất, khó hiểu nhất với mấy em là cái cầu xương á. Cầu xương là nó giống như cái thường như cái độ 5 hồi nãy á, nó chấn thương vùng sụn tiếp hợp, nó chấn thương vùng tế bào mầm thôi, cái tế bào phát triển thôi. À, mình không có thấy tổn thương thực thể, nhưng mà nó có tổn thương tế bào chục đó. À, nó cho phép tạo xương băng qua sụn tiếp hợp luôn. À, đây nó tạo xương băng qua sụn tiếp hợp nè, nó dính lại, nó dính sụn tiếp hợp lại ha. Một thời gian dài cái vùng mà nó tạo xương rồi nó bị hư sụn tiếp hợp và nó dính lại một bên rồi, cái xương nó chỉ dài ra được một bên thôi, nó sẽ gây ra biến dạng ha. Cái này thì không biến dạng nhiều, cái này nó tạo xương, nó cầu xương nó dùng trung tâm, nhưng mà cái chi này sẽ bị ngắn hơn chân kia rồi, nó không dài ra được nữa ha. Này cái này cầu xương nó tổn thương một bên rồi ha, lâu ngày nó bị nó phát triển lên thì nó một bên nó dài ra được, bên không dài ra được, nó gây biến dạng ha. Nó quẹo chi, có cái cầu xương này hơi khó hiểu với mấy em thôi, còn mấy khác thì dễ. Đây là cũng là một cái hình ảnh của cái tổn thương nữa ha, cầu xương ban đầu mình thấy nè, gãy đầu dưới xương hai xương cẳng tay nè, ha, cái hình đầu, sau đó nắn chỉnh bó bột thấy vô tốt hết, thấy cũng ok ha. Nếu mà cái này bình thường thì không có gì hết, người lớn thì càng ok, còn trẻ em thì nó cũng không có gì ha. Mình thấy gì đây, là nếu mà bình thường người lớn là nó lành, nó ok hết, không có gì hết, nhưng mà trẻ em nè, nó cầu xương ha, nó một nó làm cho cái xương nó phát triển không có đều á, càng lúc nó càng biến dạng cái cổ tay ha. Còn đây là cái hình ảnh mô phỏng cái sự tu chỉnh ha. Cái tu chỉnh đó thì cái xương người lớn nó cũng có tu chỉnh nhưng mà ít lắm, nó không nhiều. Nó khi gãy xương nó cũng gây ra can sù nó sẽ tu chỉnh lại nhưng mà không có mạnh mẽ như là cho em. Cho em thì nó sẽ tu chỉnh mạnh mẽ hơn. Nó theo cái cơ chế là cái chỗ nào mà chịu lực đó, thì nó sẽ giữ xương lại, cái chỗ nào không chịu lực nó sẽ quỷ xương đi, dần dần nó sẽ tạo ra cái xương này nó đang cong vậy, từ từ thẳng ra. Đây nè cái hình ảnh xương đùi này ha, nó gãy nó di lệch quá trời luôn ha, gãy hai tầng luôn, này gọi là gãy hai tầng. Sau thời gian nó can xương lên ha, nó tu chỉnh nè, mấy cái vùng nào mà xương nó không có chịu lực á nó sẽ quỷ đi ha, dần dần nó gần như bình thường luôn ha. Thấy cái hình đầu với cái hình cuối không? Đây cũng vậy, cái này là gãy đầu trên xương cánh tay, nó cũng tu chỉnh rồi, cũng tương đối tốt. Đây cái này gãy, cái này là gãy trên hay là cầu xương cánh tay nè. Còn cái hình này á, cho mấy em thấy là nó tổn thương cái đầu dưới xương cánh tay, gọi là gãy lồi cầu ngoài xương cánh tay, cho thấy là cái hình này á, cái xương nó lớn lắm chứ không phải nhỏ gì đây ha, nó lớn vậy nè, nó là nguyên một khối của cái này nè, nguyên một khối của cái lồi cầu ngoài xương cánh tay nè, khối bự vậy nè, đường gãy nó ngang đây ha. Nó bị lật ngược ra ngoài, cho thấy là cái hình này là cái sụn khớp nó dày á, chứ cái cục xương này nó bự lắm, nó bự tương đương với cục xương bên đây nè, cái sụn khớp nó dày cho nên là nó thấy có miếng nhỏ xíu rồi đây hả. Mình đừng nghĩ nó không có gì nha, cái này phải mổ rồi mình lật nó vô lại, gắn nó vô lại, chứ để bỏ sót nó là mai mốt cái tay nó sẽ quẹo một bên á, nó sẽ hư cái cục này luôn, nó quẹo một bên á. Mổ thì
cái hình tiếp theo cho mình thấy mấy em, cho mấy em có cái khái niệm kết hợp xương ở trẻ em nó khác với người lớn. Mình dùng những cái phương tiện kết hợp xương rất là tối thiểu mình để mình tránh tổn thương sụn tiếp hợp, đặc biệt là những cái nào mình tránh mà không có phan, không có kết hợp xương trên vùng sụn tiếp hợp là tốt nhất. Nhưng mà mấy cái này nó tổn thương ngay sụn tiếp hợp là buộc mình phải kết hợp xương, nhưng mà mình dùng tối thiểu thôi. Cái này người ta dùng một con vít thôi ha, hoặc là người ta xuyên cái đinh thôi này nè, người ta xuyên đinh thôi, xuyên đinh này băng qua sụn tiếp hợp ha. Hoặc là cái hình này để cho thấy là mình kết hợp xương mình tránh cái sụn tiếp hợp ha, nó vô từ hai chính giữa hai cái xương nè, cái này gọi là đinh rết. Còn nếu mà người lớn thì không có xài đinh này, người lớn người ta đóng đinh chốt hoặc đinh canh xe, đinh chốt là cứng ngắc luôn. Đinh rớt mà trẻ em thì đối với mấy em cũng hơi khó, y đa khoa này hơi khó để học cho có khái niệm. Mấy cái thân xương giống như đây thì không sao, mấy cái vùng khớp mấy em sẽ khó chẩn đoán. Mấy em có mua tài liệu rồi hả? Cái này ở đâu ạ? Bên đây dược hả? Hồi nãy con bé kia như của bên Phạm Thạch hả? Sao còn để nó photo nó còn thu nhập nữa. Em tự thu lại hay là tiệm photo nó thu lại? Tại tôi thu lại, để thu lại để đỡ tốn tiền nhé, thu lại để đỡ tốn tiền cho tôi bán. Chẳng có bán, ở hơi quên đây chẳng có đồng. Không biết mấy bạn học online có ý kiến gì không? Ok, cái bài này mấy em tóm lại là mấy em nhớ cái sơ đồ này ha. Cái hình này là mình như hiểu được cái cấu trúc xương trẻ em ha. Thì nó sẽ có những cái đặc tính khác với người lớn, thì nó sẽ những có tổn thương khác với người lớn. Thứ hai nữa thì tổn thương sụn tiếp hợp thì nó có cái phân độ Harris Center. Phân độ Harris Center mấy em học ha. Thì có cái hình rồi mấy em cũng dễ tưởng tượng mà. Rồi thứ ba nữa là cái tổn thương cầu xương. Cái tổn thương cầu xương là cái tổn thương rất là khó mà nó gây ra cái hậu quả rất là nặng nề. Cho nên là mình cũng có thể là mình gặp một cái bệnh nhi mà tổn thương sụn tiếp hợp, mình cũng có thể nói với người ta trước điều đó. Chứ để mai mốt nó càng lúc nó càng quẹo nhiều thì nó lại đổ thừa mình làm không tốt. Có một lớp này học ở đây, hai lớp học ở nhà hả? Lớp lớp này lớp gì? Lớp D ở đây hoài hả? Còn còn mấy mấy lớp kia thì ở nhà. Ở nhà ha, đây thích hơn, chắc nhà thích hơn. Học học vô cái mấy cái môn mà chuyên sâu rồi thì nó dễ hơn đối với mấy em. Nhưng mấy môn cơ bản rồi mấy em mới khó. Mấy em môn chuyên sâu mấy em có thể tự học được mà. Nhưng mà môn chuyên ngành đó chứ không phải chuyên sâu, chuyên ngành mấy em có thể tự học được. Mấy môn cơ bản giống như hóa toán cao cấp gì đó hay là nó không có nó không có hứng thú học mà nó lại khó nữa. Còn môn chuyên ngành thì mấy em có hứng thú học hơn, thứ hai nữa mấy em có tài liệu mấy em dễ đọc.
hả? Hình như là không, thi cuối đợt một lần thôi, mà thi một lần thôi chắc dễ mà. Thì thi thi trắc nghiệm, mấy em tham khảo trắc nghiệm cũ đó. Dự án đầu tư chút là qua hả? Rồi chắc là mấy em cái bài có nhiêu thôi. Mấy em để anh sẽ gửi bài cho mấy em rồi mấy em đọc, có gì thắc mắc có thể đi lâm sàng có thể hỏi thêm. Mai mốt đi thực tập bệnh viện gặp anh lại bên chỉnh hình.